Mới đây trên mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non lớp 3 tuổi A trường mầm non Thanh Bình chào đón trẻ buổi sáng theo cách rất đặc biệt và yêu thương khiến nhiều người xem thích thú vì sự sáng tạo vui nhộn. Theo đó, một buổi sáng đến trường, trước khi bước vào lớp, các bé sẽ lựa chọn một hình thức cho bàn chào hỏi với giáo viên trong menu lựa chọn, hành động cảm xúc và được cô giáo linh hoạt chào đón theo yêu cầu. Trong đoạn clip, cô giáo tràn đầy năng lượng, năng động và cũng không kém phần nhí nhảnh. Còn các cô bé, cậu bé thì phấn chấn tươi vui ngay khi vào lớp. Sau khi xem đoạn clip, nhiều người không chỉ bày tỏ sự thích thú với màn chào hỏi đặc biệt, sáng tạo mà còn dành những lời có cánh cho cô giáo trẻ về sự năng động, nhí nhảnh và dễ thương. Nhiều phụ huynh phản hồi về sự thích thú và hứng khởi của các con với màn khởi động buổi sáng thú vị cho cả cô và trò. Không ít người bày tỏ mong muốn các trường và giáo viên triển khai rộng rãi mô hình này. Chị Lê Huyền chia sẻ, cô thế này bảo sao các con thích học mà như này thì cô cũng sẽ trẻ mãi thôi. Việc triển khai hình thức này chắc hẳn sẽ làm cho mối quan hệ giữa cô và trò sẽ tự nhiên hơn, xa hơn, sẽ hình thành cho trẻ một thói quen chào các cô và có thể chào bố mẹ bằng những biểu hiện cảm xúc đó. Các bạn thấy hình thức này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!